Dạ hello, em Trần Anh Ô Tô xin gửi lời chào hân hoan đến toàn thể tất cả anh chị thân thương như kênh YouTube nha. Hôm nay Trần Anh lại tiếp tục cập nhật về những mẫu xe Chevrolet Spark giá cả hợp túi tiền đến với tay người tiêu dùng nè. Đây anh chị, xe để khoảng cách nè, khoảng cách của xe để rất là sát, rất là nhiều xe anh chị nha. Từ xe đời thấp đến xe đời cao bên Trần Anh đều có hết nha. Em vừa về con Innova sản xuất năm 2017 nè. Đây nè. Tiếp theo Trần Anh sẽ giới thiệu đến toàn thể tất cả anh chị một con Chevrolet Spark sản xuất năm 2009 bản số 93E09149 nha. Đây là cụm đèn nguyên bản riêng cho xe nè anh chị ạ. Tích hợp thì chủ nhà đã bắt đèn led ở dưới đèn gầm nè, đầy đủ trên con xe rồi, mua về là chạy thôi. Nội thất chủ nhà full option đồ chơi này nhá. Đây nè, phía trên phần táp lô nè, thảm chống nóng đầy đủ nguyên bản cho xe rồi. Em để sát quá quay cũng hơi khó anh chị ạ. Đây nè, nội thất ở trong nè. Đó, chị coi nội thất ở trong nè. Chủ nhà nó bọc 5D hết toàn diện như con xe rồi nha anh chị nha. Bốn cánh cửa là chỉnh điện hết toàn diện. Đó, Chevrolet Spark nè. Em nó được bận một cái bộ áo màu trắng ngọc trinh. Con này trần kèo cột trụ người ta bọc 5D hết đó nè anh chị thấy không? Đó, trụ cột nè. Bọc toàn bộ 5D hết toàn diện trên con xe rồi nhá. Ghế cũng bọc 5D luôn rồi. Mua về là chỉ việc sử dụng. Đời 2009 anh chị nha. Xe đẹp. Máy móc êm. Em ơi. Em ơi. Chạy lấy cho anh cái chìa khóa Chevrolet 2009. Là form dáng là anh chị ạ. Bốn cửa là tắp bi, bốn cửa tắp bi những cái vân gai nè. Bốn cánh chính điện hết toàn diện cho con xe rồi nhá. Để xíu Trường Anh sẽ test cái phần máy lên. Anh chị thông cảm cho Trường Anh nè. Khoảng cách đứng xe dựng ở trong salon đứng rất là sát. Em khó chui vô nha. Đây nè. Ghế phía trong nè anh chị ạ. Bọc hết toàn bộ 5D rồi. Đó, dòng xe tập chạy tập lái đến với tay người tiêu dùng đó. Ghế 5D, trần 5D nè. Đó, chị thấy trần không? Trần người ta bọc 5D hết rồi. Full đồ chơi rồi, mua về là chỉ việc sử dụng thôi. Trang bị là màn hình cam da đầy đủ trên con xe nhé. Không thiếu bất cứ một khoản gì đâu ạ. Nổ cái máy lên cho anh cái. Nổ cái máy mở cái đèn lên. Người anh to quá anh chui vô không được. Con này đăng kiểm tháng 7 năm 2020 chị nhá. Đây nè. Đó, đăng kiểm tháng 7 năm 2020 nè. Mở đèn lên luôn em. Đó, đèn anh chị có đèn gầm nè. Đó, anh chị thấy không? Đèn gầm con Chevrolet Spark nè. Đó, đầy đủ hết rồi, cụm đèn nè. Sáng trưng luôn. Mua về là chạy thôi, máy nổ cực êm nhé. Đây à. Coi máy nó đồng rồi. Bên này Trường Anh đưa qua công nghệ xử lý làm đẹp toàn diện trên con xe rồi nhé. Mua về là chạy thôi, ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì anh chị nhé. Máy nó hoạt động nè. Gầm bề là không có xíu bụi mọt nè. Test cho anh chị qua phần máy nè. Đó, chị thấy không? Máy nè, nổ cực chất luôn. Êm lắm, không có xíu độ hơi luôn nha. Xem phần máy chi tiết nè. Đây là máy nè. Không có một xíu bờ hơi anh chị nhé. Con dáng đẹp, đồng sơn nhỏ gọn. Mua về chở gia đình đi chơi. 5 cấp số sàn. 3 máy 0.8. Con này thoải mái 5 lít 100 cây. 1, 2, 3 máy đây. Đây là cổ ga nè anh chị ạ. Đây là cục bù ga nè. Đó, máy đang hoạt động đó anh chị. Đừng có sống dàn trước nè. Với cái dòng xe này thì anh chị đừng có hỏi Trường Anh là còn sơn riêng hay không nhé. Dòng này hầu như 10 con hết, 18 con là sơn lại hết rồi. Quan trọng là coi không cứng đụng là được. Không cứng đụng, không cập nước. Bản số thì gốc trong miền Nam nhé. Đó, phong dáng nè. Máy đang nổ nè, rất là êm máy luôn. Đó là cục máy đó. Đã được tẩy rửa và làm sạch toàn diện những con xe rồi nhé. Nắp capo nè, chỉ còn nắp capo nè. Đó, keo chỉ cho nắp capo nè. Những cái sóng gân nè. Còn nguyên bản là sơn cho nắp capo, đã sơn lại hết toàn diện rồi nha anh chị nha. Keo chỉ lên chị coi nè. Đó, rin nguyên hết anh chị ạ. Cụm đèn rất là sáng.
Đó, con này mua về chứ việc sử dụng gầm bề ở trong là không có xíu bụi bọt đâu nha anh chị nha. Để xíu Trường Anh vô phần gầm Trường Anh quay cho anh chị coi con Chevrolet Spark anh chị coi nè. Đó, Chevrolet Spark Trường Anh còn đến hai con nha, một con xanh cốm đời 2008 và một con màu trắng đời 2009. Con này người ta full option đồ chơi rồi, màn hình cam dê nè, nó bóng led rất là đẹp anh chị coi, màn hình cam dê đầy đủ với con xe nhé. Cầm bề không có tí bụi mọt nên Trường Anh quay phần gầm cho anh chị coi nè. Bốn vỏ còn mới 80% anh chị nhá. Anh chị thấy cầm bề không? Cầm bề ở dưới con xe nè, không có một xíu bụi mọt nhá. Đó, cầm bề quay nó đây. Máy móc là cực kỳ khô réo luôn nè, anh chị thấy không? Nó không dán đây nè. Đó, mua về là sử dụng thôi anh chị. Xét quá. Đó, không dán con Chevrolet Spark nè. Dòng xe là phong dáng hát bắp anh chị nha, một đầu thôi, hàng phổ thông, mua về là chạy, ngoài ra không phải làm phải bất cứ một khoản gì nha anh chị nha. Dừng ở trong salon gần 30 con xe đây nè, là phong dáng của con Chevrolet Spark năm 2009 nè. Đó, bốn cánh cửa đẹp nha anh chị nha, không có đâm đụng cứng đụng gì đâu, tại vì anh chị coi là khoảng cách nó sát chứ, và Trường Anh không thể nào lòn vô trong kẽ Trường Anh quay cửa được cho anh chị nhé. Màn hình cam dê nè, ở sau xe nè, biểu tượng Chevrolet, dòng xe thương hiệu đến từ Mỹ nè anh chị ạ. Năm cánh cửa thì dán phim cách nhiệt hết toàn diện rồi, trần thì bọc 5D, máy đang hoạt động, máy đang nổ luôn anh chị nha. Đó là riêng nguyên theo con xe đó anh chị ạ, người ta vô thêm đồ chơi cho mình rồi, mình mua về là mình chạy, ngoài ra mình không phải làm hết bất cứ một khoản gì anh chị ạ. Con này bên em bán giá công khai luôn nha, 115 triệu. Anh chị mua Trường Anh có bớt cho anh chị luôn. Full đồ chơi với biểu tượng của Chevrolet Spark rồi. Màn hình cam dê đầy đủ nè. Đây ạ, đây còn thêm một con Chevrolet Spark sản xuất năm 2008. Con này màu xanh cốm. Con này xe siêu đẹp luôn. Bốn cánh cửa là chỉ nẻo nguyên rim, Trường Anh đã làm clip rất là chi tiết rồi nha. Đó, anh chị có những sóng gần cho nó cabo nè. Nhìn mới ken xà beng không? Đó anh chị coi nè. Cục đèn trước nè, nguyên rim theo xe nè, qua thời gian năm tháng nó có bị ố đi một tí xíu. Đó, con này là ghế nỉ nha, ghế nỉ nguyên bản theo xe hết. Anh chị ưng mẫu nào thì alo trực tiếp, Trường Anh sẽ gửi video clip cụ thể từng con xe cho anh chị xem nhé. Khoảng cách rẻ xét quá, em không thể nào quay kỹ được ạ. Đó, một màu xanh cốm anh chị nha. Nó quay cho anh chị xem nè, anh chị thấy không, một màu xanh cốm nè. Đây là phần phía sau nè. Đây nè, nó con Chevrolet Spark nè, cảm biến dê nè, thích hợp với chủ nhà đã đồ cảm biến dê nè, anh chị thấy cảm biến dê không, cảm biến dê phần phía đuôi sau xe đó, chủ nhà đã lên cảm biến dê hết toàn diện những con xe rồi nhá. Hai cụm đèn sau là ốp inox hết toàn diện, mua về là anh chị chỉ việc sử dụng thôi, ngoài ra không phải làm hay bất cứ một khoản gì nha anh chị nha. Uy tín là chất lượng là thương hiệu hàng đầu của Trường Anh ô tô. Em đại diện cho tổng công ty salon ô tô miền Nam chi nhánh 1, chi nhánh 2 do Trường Anh đứng ra quản lý bán hàng, chịu trách nhiệm toàn diện đến toàn thể tất cả các anh chị nha. Trường Anh cần rất là nhiều đối tác về lĩnh vực về mua bán xe cộ, về bên những tài xế giàu kinh nghiệm đi giao xe 64 tỉnh thành nha, với lại một cái mức chuyến đi ổn định, ngày nào cũng có việc làm, ngày nào cũng có công việc để cho mà chạy hàng ngày anh chị nhé. Trường Anh cũng cần thêm đối tác để làm ăn ạ. Phần marketing quảng cáo rất là nhiều việc dùng tới cho em, nào là giấy tờ, nào là xe cộ khách khứa, một ngày không biết bao nhiêu việc luôn anh chị ạ. Đó, phong dáng xe đó anh chị, cập nhật về những mẫu xe cỏ, xe cụ bắp, cụ mí,
đến với tay người tiêu dùng nhé. Quan trọng là chiếc xe đẹp, chiếc xe tốt để về phục vụ anh chị. Đó, anh chị thấy những cái con xe mà Trường Anh sau khi Trường Anh đã đưa qua công nghệ xử lý làm đẹp toàn diện, ví dựng ở salon không? Giờ anh chị coi nó khác liền. Chắc chắn rồi, đời mấy cái đời dòng này thì mua về là bắt buộc là phải làm phải dọn lại xe, chứ mà để nguyên bản theo xe chủ nhà mà dựng ở salon bán thì chắc chắn là nó sẽ không được đẹp nhá, nó phải xấu. Đó, hai con anh chị nhá, anh chị thích thì cứ alo trực tiếp cho Trường Anh ô tô. Một lần nữa Trường Anh chúc anh chị có được thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống. Nhớ đăng ký kênh, đừng quên bấm vào nút chuông thông báo để nhận được thật là nhiều xe giá rẻ hợp lý nha. Kia Forte nè, bảng SX là Trường Anh vẫn có nè, dòng nào Trường Anh cũng có hết nha anh chị nha. Life Safety này thì một người anh trai ông đã tới trực tiếp salon đã chốt cọc cho Trường Anh ô tô rồi nè. Đó, xe này vừa đăng đã bán rồi nha. Đây là khách tới tận nơi nè. Đó, chị xem nè. Đó, phong dáng con xe đây. Daegu Magnus. Daegu Magnus mấy con này là 2.5. Số tự động. Đồ chơi thì trên xe này không có đồ chơi gì cả. Nguyên bản theo xe. Được cái là xe dòng xe này là xe gia đình nó chạy, không có dịch vụ taxi. Thích hợp trên con xe là ghế chỉnh điện. Đây ạ, ghế chỉnh điện anh chị ạ. Và côn số của nó đâu coi. Chà chà, côn số tự động. Vô lăng trang bị thích hợp là một cái túi khí trên vô lăng nhé. Nội thất ngồi ở trong rất là rộng rãi, rất là thoáng mát. Bên ghế bên phụ ông Daegu Hàn Quốc đã trang bị cho nó thêm một cái túi khí, tắp bi, những phần tắp bi, cửa vân gai còn nguyên bản hết, nội thất sạch đẹp, ghế chỉnh điện, côn số tự động. Đây là cụm côn số tự động. B là chế độ đậu đổ, R là lui, N là đứng hình, D là chạy, 3, 2, 1 là chế độ chạy khỏe anh chị nha, chế độ chạy đồi núi. Và đây ạ, kết hợp theo xe là một cái dàn lạnh mà nhà sản xuất đã tích hợp cho em Magnus này, đó là chế độ điều hòa tự động auto off và ESC, lấy gió trong gió ngoài, gió lớn gió nhỏ. Vô lăng đây, vô lăng 4 chấu biểu tượng của Daegu. Trang bị thêm trên em nó là một cái túi khí e băng, một túi khí vẫn còn chưa dấu hiệu bị bung nổ, bấm vô vẫn cứng anh chị nha. Tắp bi cửa là 4 cánh chỉnh điện, lóc kính, lóc cửa, mở cốp bằng điện, mở cốp bằng điện nha. Dòng này tích hợp rất là nhiều mở cốp bằng điện. Nói chung đối với dòng xe này tầm hơn 100 triệu. Đó là một cái full option. Full option trên một con xe kết hợp nguyên bản của nhà sản xuất Hàn Quốc đã trang bị cho em nó thêm một cái gương tự cụp tự mở. Đây là nút gương tự cụp tự mở nè, kể cả kết hợp là gương chỉnh điện trên con xe, chế độ đèn sáng tối, cảm biến gie. Xe này chủ nhà vừa mới vô nha, đây là cảm biến gie nè, chủ nhà vừa mới vô trên con xe Magnus này đây. Dòng xe thương hiệu đến từ Hàn Quốc, nguyên bản hết. Ghế chỉnh điện anh chị nha, đây là bộ ghế chỉnh điện xử lý thông minh, bật chìa khóa lên anh chị có thể chỉnh điện nhá, chỉnh điện lên xuống nhá. Đó là phong dáng con Daegu Magnus máy 2.5. mức độ tiêu hao nhiên liệu của em này, cha cha, để chừng anh tính lại khoảng cân đo đong đếm cái số nhiên liệu của con Magnus này nha. Anh chị chạy đường dài nó nằm tầm 12 lít 100 km. Chế độ chạy nội thành 13, đậu đổ liên tục là 13 anh chị nhá. Đó, phong dáng đồng sơn của em nó trang bị một cái màu đen mạnh mẽ, mâm option si nóc hết toàn diện, 4 cửa tắp bi, tay nắm ốp giả gỗ, ghế băng sau rất sạch sẽ, rất là thông thoáng. Cốp sau nỉ nguyên bản theo xe, trần là trần nỉ,
ta bị cửa bên phù, ốp dạ gỗ, tay nắm ốp dạ gỗ hết toàn diện, lót sàn, sàn là không dấu hiệu và mục mọt nha. Đây là tổng quan phần option trên vô lăng, trên tắp lô của con xe mắc nợ này. Đó, biểu tượng của Hàn Quốc, Yu Song Hon và Chong Sung Ki. Đó chị ạ. Đèn đóm đầy đủ, trang bị hai dàn điện nhá, điện trước và điện phía sau. Cắm chìa khóa sẽ khởi động toàn bộ con xe này nhá. Con xe này không xài cơ mấy, chuyển qua chế độ thông minh xài toàn bộ bằng điện. Anh chị nhớ nhé, toàn bộ option con xe này xài toàn bộ bằng điện. Mở chìa khóa lên, anh chị mới điều khiển được ghế chỉnh điện, đèn đóm. Đó là nguyên bản của dòng Hàn Quốc, người ta thiết kế cạnh tranh với dòng Camry 2.5. Nhưng bây giờ em nó đã bị tụt xuống hàng rồi. Trước đá với Arsenal, bây giờ xuống rồi anh chị ạ. Đó, phong dáng nào nguyên bản hết. Để xem đồng sơn phong dáng nè, rất là gọn anh chị thấy không. Cụm đèn là nguyên bản theo xe, cụm đèn nguyên bản theo xe, tích hợp là ông chủ nhà ổn đồ cho cái cảm biến dê xung quanh con mắt nết này rồi. Bảng số thì 49A, ba con số 2, 49, biểu tượng của Daegu. Đây là biểu tượng của Daegu, máy 2.5. Máy 2.5 đây, L6 nhá. Đó, phong dáng của con mắc nết đó. Hơn 100 triệu anh chị sở hữu dòng xe option toàn bộ bằng điện, full đồ chơi trên con xe. Nó rất là nhiều xe. Và đây, Trường Anh xin giới thiệu tiếp đến toàn thể tất cả các anh chị, đó là một con Crew, dòng xe thương hiệu đến từ Mỹ nhá. Em nó đã được bận một cái bộ áo màu vàng két trang nhã, xe đẹp, những nắp capo không dấu hiệu là cứng đụng tông va trên con xe nhé. Đây là cụm đèn nguyên bản theo xe, con này đời 2011, bắt đầu chuyển qua cụm đèn mắt xéo form mới, đồng sơn thì vẫn nguyên bản, nắp cản capo, những lỗ thông gió tổ ong thì vẫn nguyên bản theo nhà sản xuất. Dòng xe thương hiệu đến từ Mỹ anh chị nha, rất là bền. Mâm thì nguyên green theo xe, biểu tượng của Chevrolet, Chevrolet Crew. Đấy, tích hợp là năm nay là ông Hàn Quốc, ông Mỹ liên danh cho em nó thêm một cái đèn bên đây nữa, đèn home anh chị nha. Đó là đèn xi nhan, bốn cánh là dán toàn bộ phim cách nhiệt xung quanh con xe, chất cửa rất là liền, không dấu hiệu là cứng đụng hoặc tông va. Bốn cánh nè, cửa nhỏ mắt híp lại nè anh chị ạ, cửa nhỏ mắt híp, híp lại từ từ tạo cho anh chị có một cái cảm giác là nó thể thao nhé. Đây là một cái điểm nổi bật của nhà sản xuất, sản xuất ra dòng xe Chevrolet Crew này. Cụm đèn thì không có gì thay đổi, vẫn nguyên bản theo xe đây. Ốp inox hết toàn diện, bảng số 51A23461 hai bên. Xe còn trong tình trạng chế độ là rất là mới, rất là men lì anh chị nhá. Cảm biến xung quanh con xe, tích hợp là ông chủ nhà ông dán cảm biến xung quanh con xe đây nè. Dưới là ổng đồ thêm hai cái bô giả nè, nó rất là đẹp. Khoảng cách thì rất là sát, em không thể quay chi tiết sát cho anh chị được. Nào, bây giờ chúng ta cùng trải nghiệm vô phần nội thất của con Crew nhé, để xem con xe này option nó đẹp không. Tắp bi cửa là không có gì cải tiến nè. Đây là vẫn có một chế độ là kính chỉnh điện. Nếu mà thiết kế thêm một cái gương từ cụp từ mở ngay trên nút này nữa thì ôi cha, quá tuyệt vời. Đó, xe là không có một xíu đâm đụng, không tấn đụng. Ốp inox biểu tượng Crew, mạc tem là nguyên bản theo xe, sóng lường không có dấu hiệu là tông va hoặc là va quẹt con xe này nhá. Sơn rin còn chiếm được tỷ lệ là 80% trên con xe luôn. Những sóng kèo cột của xe đây, cùng với Trần Anh trải nghiệm nhá. Đây là sóng kèo cột của những con Crew nè.
dòng này ron nó làm rất là dày anh chị, cho khó mở. Đây nè anh chị coi cái ron này, cái ron người ta thiết kế bắt rất là chặt, rất là khó mở anh chị nha, giật không ra luôn, không có đâm pha cứng đục. Ghế là nguyên mảng theo xe nè anh chị ạ, tích hợp là tay nắm nè, tay nắm pha form của đời 2009, nó khác đời 2011 nha, 2011 nó cải tiến hơn, tức là tay nắm nó dài hơn, tay nắm chỉnh ghế nè, nó sẽ dài hơn anh chị nha. Đó, sàn kết hợp là sàn da, côn số là con này số tự động, đèn đóm thì nguyên bản vẫn không thay đổi. Đó là chỉnh bên đây, đó chỉnh bên đây để mở đèn, anh chị thấy không, chỉnh bên đây đây, chế độ đèn pha, đèn gầm này, đèn gầm bấm đây, vẫn hiển thị. Nguyên bản đầu xe kết hợp trên vô lăng của con này là vô lăng ba chấu, tích hợp là nghe nhạc, chỉnh âm thanh âm lượng, trang bị là hai túi khí trên con xe. Dòng này mà thiết kế ra được 4 túi khí thì quá tuyệt vời. Đó, nói tóm lại chiếc xe thì hơn 300 thì chúng ta không thể đòi hỏi nhiều hơn được anh chị ạ. Đồng hồ là gương lồi nè, đây là đồng hồ của em, nó là gương lồi anh chị nhá. Trang bị theo xe là một cái màn hình nhỏ chủ nhà đã đổ vô. Đây là bộ điều hòa tự động, nghe gọi nhạc nhóm trên đây. Đó, điều hòa tự động hết toàn bộ, tích hợp rất là gọn gàng, thiết kế hơn hẳn mấy dòng xe khác là có lóc cửa và mở cửa điều chỉnh trên phần táp lô. Đó là cái mà Trường Anh rất là thích. Khi chỉ cần khóa chị em anh chị lóc vào một phát, mở cửa ra, mở ra một phát. Đây là côn số tự động đây. Đó, côn số B đầu đổ, R là lui, N là đứng hình nè, D nè, D cài xuống đây rồi qua chế độ lẫy số nha. Đó là anh chị có thể bóp lẫy, chị chạy 1, 2, 3, 4, 5, 6, tùy vân vân và vân vân. Trên táp lô nè, có một cái học để dưới tờ, phần táp lô bên phụ, trang bị một cái túi khí e băng. Đây, túi khí nè, không có dấu hiệu là bung nổ trên con xe. Khoảng cách cửa với phần táp lô rất là khít và rất là liền lẹt. Đó, anh chị thấy không? Rất là liền lẹt trên con xe cột kèo, không có dấu hiệu là đâm phe, xe chạy cực sướng, diều cực đầm nhé. Đây nè, thắng tay nè, nguyên bản theo xe nè, là đờ móc khâu, đây là đờ móc khâu anh chị nha, đó đờ móc khâu off surprise đây nè, đó cầm đó, spark thắng tay anh chị ạ, tích hợp nè, mồi thuốc. Cũng nói chung là cũng Chevrolet Crew này cũng có cải tiến một số điểm về option trên phần nội thất nhé. Mà dòng này thì Trần Anh không thích chạy dòng này cho mấy. Mẫu sở thích của Trần Anh là chỉ có Ford nha. Nói dòng là xe Ford chạy cực sướng, như Trần Anh đang đi con Ford EcoSport Titanium, chạy rất là đẳng cấp, đồ đầm có, lì có, mạnh mẽ có nha, và tích hợp trên xe là full option đồ chơi không thiếu gì. Đây là phần tắp bi cửa của con Chevrolet Crew đây, tắp bi lớn nha, tắp bi lớn hơn so với Chevrolet Avell. Đó là phần cải tiến rõ ở cái con xe Chevrolet Crew này. Những sóng lường không dấu hiệu đâm vai hoặc cứng đục nha. Đó, phong dáng đó. Đây là những sóng lường, những sóng gân nè. Có cải tiến cũng rất là nhiều. Thứ nhất anh chị nhìn kiến nè. Kiến nhỏ hơn, hẹp hơn, tạo cho em nó có một cái cảm giác sport, thể thao, cá tính trong cuộc sống nha. Cốp. Đó, phần cốp là biểu tượng là Chevrolet dấu cộng nè, ốp inox hết toàn diện rồi trên con xe rồi. Con này mua về chỉ việc sử dụng thôi, ngoài ra không phải làm hết bất cứ một khoản gì nha. Mỗi dòng xe có một kiểu thiết kế khác nhau, nhà sản xuất đánh vào tâm lý của khách hàng nha.
có người thích kiểu này, có người thích kiểu kia, cho nên người ta thiết kế cái phần option của nội thất nó rất là khác nhau, không giống nhau anh chị nhé, hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn hết. Về phần dung tích xi lanh của em này, máy 1.8 số tự động, nó nằm lầm tầm 9 lít trên 100 km, đó là số tự động anh chị nha. Chạy thì mấy cái dòng này chừng anh đã trải nghiệm qua rồi, máy thì cực êm, đi cực đầm luôn, chạy rất là bốc. Trải nghiệm cùng với chừng anh vô phần cabo máy nha, để xem coi và cấu hình máy có gì thay đổi so với dòng Avel nhé. Đó, đây là phong dáng nè. Đây nè, máy của con xe đây. Đợi chừng anh chống lên, chừng anh trải nghiệm cho anh chị xem nhé. Máy của con Avel nè, quên, máy của con Crew nè. Đây là bộ chụp của thân máy Ecotec đây. Con này vẫn xài là 4 cây bếp full, 1, 2, 3, 4 cây bếp full. Máy ốp chụp của 4 bô thải nè, còn nguyên bản luôn anh chị ạ. Bô e con này thì chưa tích hợp được lên bô e điện, vẫn là bô e thông thường nhé. Đó, những sóng trụ không có dấu hiệu là đâm va hoặc cứng đục trên con xe luôn. Đây là xài chế độ qua hộp não nè anh chị, hộp não của con Chevrolet Crew nè, đó là hộp não. Máy móc rất là liền lạc, rất là khô nhé. Đẩy cách nhiệt nè, trong máy nè. Con này dòng sedan hai đầu, chạy thì rất là đầm, máy cực giọt luôn. Nắp cabo dòng sóng gần, không có dấu hiệu tác động tông va từ phía bên ngoài nhé. Thôi chúng ta nói về chi tiết về con Chevrolet Crew, dòng xe thương hiệu của Mỹ đó, rất là nhiều đặc điểm. Đối với Trường Anh về một con Avel và con Crew này, Trường Anh vẫn thích chạy con Crew này nhiều hơn. Tốc độ có, option có nhé, đồng sơn group bên ngoài vẫn ok. Form dáng thì có một xíu gọi là thể thao so với bốn cánh cửa, bốn cánh kiến. Mặt dựng rất là nhỏ nha, bốn tấm kính anh chị coi là mặt dựng rất là nhỏ, có một cái độ xéo xuống nhìn rất là manly. Đó, chất xe thì nó chỉ có như vậy thôi. Máy thì anh chị không phải suy nghĩ đâu, máy này em bao cho anh chị chạy nhá, chạy cả 10 năm nữa chưa chắc đã làm máy đâu. Máy này chưa có đụng chạm, không có dấu hiệu là cứng đụng tông qua nhá. Anh chị thích dòng này thì cứ alo trực tiếp cho Trường Anh. Một lần nữa Trường Anh kính chúc toàn thể tất cả các bà con thân thương trên kênh YouTube Làn Sóng Trỗi Dậy và một niềm tin mạnh mẽ trong cuộc sống nha. Luôn luôn gặt hái được nhiều thành công trong công việc cũng như trong tình cảm, hạnh phúc ấm no nhé. Bông lúa vàng Việt Nam sẽ gặt chiểu đến từng nhà, đến từng mọi người nhé. Đó là phong dáng đó anh chị. Lasty này thì khách chốt cọc cho Trường Anh rồi nè. Đó, đang lên là khách lấy rồi. Đó là dòng xe thương hiệu cũng đến từ Hàn Quốc, cũng siêu tiết kiệm nhiên liệu anh chị ạ. Một lần nữa Trường Anh xin cảm ơn. Em xin chào và hẹn gặp lại.